Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu 29 tháng 11, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, những thực tế của 30 tháng 4 năm 1975 đến với mỗi gia đình và mỗi cá nhân người dân miền Nam đều khác nhau. Tuy tất cả những thay đổi đó đều được gói trọn trong hai chữ đổi đời. Những cảnh tượng đổi đời đó ít khi giống hẳn nhau. Đối với ký giả Vũ Thanh Thủy, đời sống bắt đầu khép chặt khi tấm mạng xã hội chủ nghĩa bắt đầu chụp xuống. Đời sống của người dân miền Nam bị đập vỡ ra thành những mảnh nhỏ, thành những khu phố, những hợp tác xã, những tiểu tổ ngày càng nhỏ hơn, để thu hẹp dần những tầm nhìn khoáng đạt của con người và bắt buộc mọi người dân phải trực diện với những trọng khóa chưa từng có. Thay vì nhìn ra với cái nhìn về sự thay đổi mở rộng của hai nền Cộng hòa cũ, thì Cộng sản lại áp đặt một vòng cai trị qua cách bắt buộc người dân phải thu nhỏ dần tầm nhìn. Không chỉ nhỏ hơn với phạm vi thế giới, mà còn nhỏ hơn ngay cả phạm vi quốc gia, nhỏ hơn phạm vi thành phố, nhỏ hơn quận, xã, khu dân phố, cho đến cái nhìn của mọi người chỉ còn là những chuyện mãi mãi không bao giờ vượt qua những cái dằn vặt của những chuyện bần hàn, đói khổ, miếng cơm, manh áo của từng ngày. Là ký giả chiến trường với một số những hình ảnh mù mờ chỉ loáng thoáng qua các bài báo của các ký giả ngoại quốc, hoặc rõ hơn được đôi chút qua những tiếp xúc với những tù binh Việt Cộng trước năm 1975. Ký giả Vũ Thanh Thủy đã ghi lại trong ký ức thế nào trong cuộc đổi đời vĩ đại đó? Ký giả Vũ Thanh Thủy đã nghĩ gì khi chứng kiến cảnh những kỹ thuật tập thể hóa được áp dụng gần như trong mọi xã hội Cộng sản được thực hiện từng bước ngay ở Sài Gòn? Ký giả Vũ Thanh Thủy đã có cảm nghĩ gì khi những con người vô sản như người gánh nước thuê đã được thân phụ bà thương hại dành cho một góc phía ngoài nhà để ở, bỗng đứng lên phát biểu trong các cuộc họp tổ dân phố, giảng giải trong các cuộc họp, khó có thể tưởng đó là một cô giáo đại học. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 7 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Tức là khi mà chị đã quyết định ở lại rồi, có giây phút nào mà chị nghĩ là người Cộng sản, chị có những suy nghĩ trước về những người Cộng sản sẽ đối xử như thế nào, xã hội nó sẽ thay đổi như thế nào, con người mình như thế nào, hay là hoàn toàn là mù mờ hết tất cả mọi chuyện? Tôi hoàn toàn chỉ có nghe thôi, chỉ có mù mờ thôi. Lúc bây giờ mình quá lo cho, thứ nhất là cha mẹ tôi ra đi ngày mùng 2 tháng 5, đi bằng một cái tàu đánh cá ọp ẹp, không biết sống chết như thế nào. Cái thứ hai là rồi còn gia đình chồng, rồi nhà cửa, rồi bao nhiêu cái chuyện tụi tôi phải bỏ cái nhà mà mình vẫn ở để đến ở cái nhà ông anh tôi, là bỏ ra đi đó, để cho người ta không có biết rõ nhiều lắm về cái quá khứ của mình. Cho nên mình cũng không có, trong những cái ngày đầu đó thì hoàn toàn là nó rất là riêng tư, không có thì giờ để nhìn đến những cái khác, những cái sự đối xử như thế nào. Và đó là cái lúc mà tôi đang sống theo cái tâm trạng của một cái nghề báo chí đó, chỉ nhìn những cái cảnh xung quanh, ghi nhận nhưng mà không có cái feelings, không có cái gì. Cho tới lúc mà chính tôi trở thành nạn nhân khi mà bị cứ ba nhà thành một cái tổ, ba cái tổ thành một cái nhóm đại khái vậy. Rồi cái người tổ trưởng của tôi là ai? Là một cái bà gánh nước, bà ở thuê, không phải ở, bà ở cái mái, bà có một cái chòi nhỏ ở bên cạnh cái gara đằng sau nhà của tụi tôi. Xong rồi cái ba tôi thương mới lại mới dẹp bớt cái góc của gara chỗ cho nó thụt vào một tí để cho họ có thể có một cái mái ra hơn. Bà gánh nước, bà nuôi con làm nhà xóm. Hóa ra bà là một cán bộ Cộng sản, bà trở thành tổ trưởng cái tổ của nhà ông anh tôi.
Tức là bà đã nằm vùng từ trước rồi. Nằm vùng từ trước rồi. Và sau đó bà ra bà giảng giải, bà nói như là một giáo sư đại học. Nhưng mà khi tôi hỏi lại thì bà bảo phản động. Hỏi như vậy là phản động. Tại họ không biết trả lời. Sau này tôi mới thấy là họ được học thuộc lòng. Nói như máy mà không hiểu những điều họ nói. Khi mà mình yêu cầu họ giải thích, không phải vặn vẹo họ, chỉ để cho mình hiểu, để mình hiểu theo họ thôi. Không ai trả lời được một cái điều gì cả. Đó. Thành ra trời ơi, tôi mới thấy làm sao mình sống. Rồi đến khi mà đến hai tháng sau đó, một tháng rưỡi sau, khi mà anh Phục đi học tập đó, rồi đó, nói là 10 ngày rồi đó, là tôi cũng đã, trong lòng tôi cũng đã rất là bất ổn rồi. Tại tôi vừa mới mất cha mẹ, anh chị em hết, còn gốc mình chồng ở lại với anh, phải dành đi. Nhưng mà ngay cả các người anh của anh á, một anh là biện lý ở Phước Tuy, một anh là biện lý nhà quân Pháp ở Cần Thơ, một anh là biện lý tòa mặt trận ở ngoài Nha Trang, mà mấy anh cũng vẫn tin tưởng rằng bây giờ họ đã chiến thắng rồi thì họ đàn áp mình làm gì. Thì mình là những cái xã hội của họ đã bị tàn phá bởi chiến tranh, miền Nam vẫn còn phồn thịnh, mình sẽ giúp họ xây dựng đất nước. Vẫn nghĩ như vậy. Như vậy đó. Người dân Việt Nam nghĩ như vậy đó. Mình sẽ giúp họ xây dựng đất nước. Chứ còn họ đâu có nguồn lực nào đâu, về tài năng, về trí tuệ, về gì không có. Thành ra là ba tôi cũng mời cả gia đình các anh chị đi. Nhưng mà các anh chị nói rằng đã đi trên một con tàu đánh cá như vậy thì họ không nghĩ sống sót nổi. Đó, thành ra họ không đi. Nhưng mà sau khi anh Phục đi rồi đó, thì lúc bây giờ là tôi bắt đầu bị họ thường xuyên đem ra những cái phiên họp tổ dân phố đó. Đó, là mỗi người cứ đem theo cái ghế đầu ra ngồi ở một cái sân đình. Xong rồi họ, rất nhiều lần tôi bị là cái đối tượng. Những cái gia đình mà chạy theo bám chân Mỹ Ngụy, trong đó gia đình của cái chị này nè. Đó, bây giờ còn lại con mình nè, chồng thì Ngụy quân, bố mẹ thì lại chạy theo bám chân Mỹ. Nghĩa là khổ sở, hồi đó tôi mới có 25 tuổi. Con thì mới có 2 tháng, không có một người thân ở bên cạnh. Trước đây không bao giờ tôi nghĩ tôi phải nuôi con. Tại vì mẹ tôi bảo là sanh con ra rồi, con cứ đi làm đi, đưa về đây cho mẹ nuôi. Xong rồi cái bà cụ sẽ mượn một người vú em rồi nuôi. Hồi đó gia đình Việt Nam nào thường thường là như vậy. Không bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện tôi không biết cách nuôi con, tôi không có chuẩn bị để mà nuôi con. Thành ra tôi phải đi mua cái cuốn sách là dạy nuôi con đầu lòng của ông, tôi nhớ ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á. Giờ tôi nuôi con tôi từng bước theo cuốn sách đó. Bây giờ cái đứa trẻ đó nó lại cao lớn hơn những cái các em của nó nữa, là tại vì ông theo kiểu Tây, đang đúng theo cái kiểu phương pháp mà nuôi con theo kiểu Tây. Nhưng mà đại khái để thấy cái tuyệt vọng của tôi trong lúc đó, đến cái độ mà tôi lúc nào cũng canh phòng nửa đêm mà đập cửa vào, họ xét nhà, xét hết xong rồi thấy cái lỗ đinh trên tường, treo cái gì trên này mà phải gỡ xuống, treo cái gì phản động hả? Nó từng tí một như vậy. Rồi đang ngồi cho con uống sữa ở trong nhà, nhìn ra thấy cái hàng rào mình có cái cặp mắt đừng dòm vào, nó sợ kinh lắm anh. Bây giờ nhà tôi ở nhà mà có cái blind, tối là tôi vẫn phải đi, tôi đóng hết những cái blind. Còn không thì tôi mở hẳn lên, chứ tôi không thể để như vậy được. Tại để như vậy đó, anh sẽ thấy một cái cặp mắt nó lòi ra ở chính giữa. Nó vẫn là một cái mối ám ảnh kinh khủng. Mặc dù sau này tôi bị nhiều cái ám ảnh cao hơn, ám ảnh trong tù cộng sản, ám ảnh đi vượt biên này, gặp hải tặc, bị hải tặc nhốt ở trên đảo 21 ngày. Nhưng cái ám ảnh sau đó nó không có nặng bằng cái ám ảnh bị cộng sản chủ sập trong những cái ngày đó. Đến độ mà nhiều khi tôi muốn điên lên đó, muốn chết. Tôi muốn tự giải thoát mình. Có những cái sống nó khổ hơn cái chết. Nhưng mà tại có đứa con, may mà trời cho tôi còn có đứa con, rồi còn có ông chồng ở trong tù đang cần mình. Chứ còn không thì tôi nghĩ tôi sẽ không có. Thà là chết chứ không có sống. Khi nào thì chị có quyết định chấp nhận cái chuyện đó? Không bao giờ anh. Không, tức là trong cái hoàn cảnh mà chị bị bắt buộc phải sống như vậy để mà nhìn như vậy thì... Chỉ cho đến lúc mà tôi gặp mấy người bạn báo chí của tôi, ba chị bạn là phóng viên của Việt Tân Xã. Trước đây thì tụi tôi chỉ gặp nhau thôi, nhưng mà tôi kính nhi viễn chi cái làm báo Việt Nam. Mặc dù tôi cũng làm báo Việt Nam, nhưng mà đồng thời tôi cũng cộng tác với lại báo Le Monde đó. Nhiều khi tôi cũng viết bài hay là có tin tức gì tôi cũng làm việc cộng tác với họ.
Nhưng mà tôi không có kết bạn nhiều với báo chí Việt Nam. Cho tới sau này, tới năm 72 là bắt đầu đi ra ngoài chiến trường, rồi là gặp gỡ báo chí Việt Nam nhiều, rồi gặp anh Phục, rồi gặp rất nhiều từ anh Lê Thiệp, Vũ Ánh, tất cả những nhà báo kỳ cựu Việt Nam. Cái thời đó là đều gặp nhau ở ngoài mặt trận. Thì mình biết nhiều hơn, nhưng mà vẫn có một cái hố cách biệt. Cái hố cách biệt có lẽ tại vì tôi là phụ nữ và tại tôi anh nói cũng thẳng thắn quá. Và tôi cũng cãi lý quá. Tôi thấy cái điều gì mấy ông mà nói không phải thì tôi sẽ cãi lý. Thì phần nào đó cũng khó chấp nhận. Cho nên tụi tôi gặp những cái chị bạn đó thì chỉ chào hỏi nhau vậy thôi chứ không có kết thân. Nhưng mà một bữa tôi đi ngang qua cái Lapagos. Lapagos là cái nơi mà có rất nhiều kỷ niệm ngày xưa. Lapagos, Gifran, Poda, Continental. Thành ra là tôi mới thấy một cái hàng quán ở bên đường bán bún bò Huế. Xong rồi cái thấy nhìn có cái mặt quen thì lại gì, hóa ra là ba chị bạn làm việc Tân Xã mở cái quán bún bò Huế ở đó. Tôi mới xà vào. Thế là đến lúc mà mấy chị vừa mới hỏi thăm một cái thì là tôi đã nước mắt tràn trề. Thành ra mấy chị thương quá mới bảo là thế là từ đó là kết thân với nhau, chia nhau ra. Khi mà tôi đi về là cũng có một chị đi theo về, rồi cả ba người đều có con, chồng đều đi học tập, đi tù cộng sản hết. Cho nên là từ đó quy tụ với nhau, là từ đó nhà tôi nó thành như là cái trung tâm để mà tất cả mọi người cứ ban ngày tụ họp, buổi tối mới là đem con về. Tại các chị đó sau đó thì về đều phải về ở với cha mẹ đó. Để trong cái đó rồi thì mưu sinh như vậy. Nhưng mà chính nhờ cái sự gặp gỡ đó với những người bạn cũng mạnh mẽ. Trong số đó có chị Vũ Thị Bình Minh. Chị tốt nghiệp trường luật rồi cũng đã đi tập sự. Rồi anh thì là giáo sư đại học Đà Lạt. Cũng là những con người rất là mạnh mẽ với nhau. Thành ra tự nhiên tôi tìm được bạn. Chứ trước đó không có bạn, không có cơ hội chuyện trò với nhau. Mình bị cái sự mà hơi khác biệt về cái cách xử thế với lại cái nỗi sợ hãi dè dặt của tôi đó đối với lại cái sự mà mình được chấp nhận trong cái xã hội Việt Nam vẫn còn trọng nam khinh nữ. Thành ra là nhờ đó, từ đó tôi tìm được cái sức sống và tụi tôi tìm ra được cái cách vậy thì mình nương tựa vào nhau mình sống. Và sống không phải chỉ để sống còn mà phải sống làm sao để gìn giữ cái mà tụi tôi cứ gọi đùa trong ngoặc kép là cái tính cách tiểu thư sản của mình. Mời quý vị đón xem phần 8 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy sẽ được phát hình vào tối thứ 6 ngày 6 tháng 12, 2024.